Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Và đây thì là vlog chuyến đi du lịch Đà Nẵng của mình. Đợt đi du lịch này thì mình đi 4 ngày 3 đêm. Và mình book combo là hơn 3 triệu của một chị có Facebook là Huyền Bùi. Mình sẽ để link của chị ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Book combo ở đây thì rất là rẻ và hời hơn, mình tự mua rất là nhiều. Bọn mình đến Đà Nẵng vào tầm trưa và hơi mệt rồi, vậy nên là ghé tạm một quán ăn gần khách sạn để ăn. Tuy nhiên thì mình không hề comment mọi người quán này một chút nào, tại vì nó không hề ngon mà giá lại còn rất là cao nữa. Mọi người, bây giờ chúng mình đang đi ra biển đây này. Ra ngắm biển một lúc thì bọn mình cũng chán, thế là lại quay lại khách sạn và lên hồ bơi ngủ một tí để đợi đến giờ check in nha. Và đây thì là phòng của bọn mình nè. Đây thì là một phòng nhỏ mà bọn mình thuê ngày đầu tiên, còn ngày thứ hai thì mình sẽ up lên một phòng lớn hơn, sẽ quay cho mọi người sau. Phòng nhỏ mình thấy cũng ok và thiết kế ở khách sạn này thì rất là đẹp, rất là xinh, kiểu nó tối giản và tông màu trầm nên nói chung là trông rất là sang. Mặc dù là khách sạn 4 sao thôi nhưng mà mình đánh giá rất là cao khách sạn này, và các bạn lễ tân đây thì cũng rất là đáng yêu. Và có một bạn lễ tân là follower của mình, vậy nên là mình cảm thấy rất là vui khi mà đi đến đâu cũng có người nhận ra mình ấy. Và giờ là chúng mình đang ngồi để get ready, có thể ra biển và chụp hình bikini, bikini public ấy mọi người. Hello. Hey, mình mặc bikini ở bên trong rồi, mặc baby doll ra ngoài. Đây là chiếc váy của Tiffany. Why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now, true now. Crying getting no, crying getting no. Hope you feed your soul. Now I love you. Và mình cũng sẽ để những cái bộ ảnh của mình ở trong mỗi cảnh của video sau nha. Chúng mình đang đi ăn tối nè. Lanh sang. Đây là quán hải sản rất ngon, mình được chị Nhật Lê giới thiệu. Và ở đây thì chúng mình ăn hết 3 người là hết khoảng hơn 900.966. Và mình thấy ăn rất là ngon, rất là vừa, nó đủ no ấy, nó không phải là được quá no. Nhưng mà mình thấy giá như thế ok và hải sản rất là tươi, ngon lắm luôn ấy. Đến giờ mình đang vẫn rất là thèm hải sản của Đà Nẵng. Ngồi chơi với cả đi dạo ở biển Đà Nẵng ban đêm một chút cũng chán rồi, vậy nên là chúng mình quyết định thuê một chiếc xe điện và đi khoảng 30 phút vòng quanh ven bờ biển để ngắm cảnh với cả tận hưởng cái không khí mát mẻ á. Hơi lạnh một chút nhưng mà vẫn rất là vui. Hello mọi người, và mình đã vừa tắm xong rồi đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau skincare nha. Lần này thì chúng mình có 3 người đi và mình chỉ mang một bộ skincare thôi. Và phải cân nhắc làm sao cho một bộ skincare này thì có thể phù hợp với da của cả 3 đứa. Và chúng mình quyết định mang theo bộ skincare AHA, BHA và PHA của nhà Sunbaby. Vì trộm vía là mình với cả hai đứa kia thì dùng đều khá là hợp bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm AHA, BHA và PHA này của Sunbaby thì mình đã trải nghiệm khoảng 2-3 năm trước, cái lúc mà mình mới bắt đầu làm YouTube rồi. Và video từ tầm 2 năm trước mình đã có review luôn rồi cơ. Chúng ta sẽ vào bước đầu tiên là bước sữa rửa mặt luôn nha. Sữa rửa mặt này thì tạo rất là nhiều bọt, và bọt thì rất là mịn và có cái mùi chàm chà, rất là thơm và mình cảm giác là rất là thư giãn. Bạn này sau khi mà rửa xong thì da mình siêu cấp sạch luôn ý. Và nó không bị kiểu
khô căng da thì mình cũng không bị nhợt rít. Nhưng mà đối với làn da kiểu da thường đến da khô ấy thì mình khuyên là nên sử dụng bạn này vào buổi tối hơn nha. Vì là mình da dầu nên là mình không cảm nhận được cái sự khô da, mà mình cảm nhận là nó sạch rất là thoáng và lấy đi hết những cái bã nhờn của mình. Ngoài ra thì bạn này có kiềm dầu với cả điều tiết bã nhờn rất là tốt nữa. Đây là hai điểm mà mình rất là thích của bạn ấy. Thành phần bạn này ấy thì có chiết xuất ngải cứu này, chiết xuất tràm tràm, chiết xuất rau má và cả centella nữa. Đều là các thành phần làm dịu da mụn rất là tốt. Thành phần AHA, BHA thì còn giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da của chúng mình nữa. Và sau cả ngày dài mệt mỏi thì rửa mặt xong là điều mà khiến mình dễ chịu nhất. Hôm nay đã đi rất là nhiều vậy nên là khá là mệt. Ngay sau khi rửa mặt xong da mình dễ chịu dã man. Tại make up cả ngày dài rồi. Bạn này rửa không cần máy rửa mặt nhưng mà rửa vẫn rất là sạch. Mình sẽ dùng cái bông này này thấm hết nước ở trên mặt đi, xong rồi đến bước toner luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng toner nha. Đây thì chắc là chai toner đã quá quen thuộc rồi, AHA, BHA, PHA, 30 days mà mình đã mua đến chai thứ 3, thứ 4 rồi, đã xuất hiện trên channel của mình rất là nhiều rồi. Bạn này thì mình dùng siêu siêu hợp, kiểu làm dịu da tốt này, thấm nhanh với cả không gây vết dính. Bình thường toner thì chúng ta sẽ có hai cách dùng, một là đổ vào tay để áp lên mặt, hai là dùng bông như này. Và tùy cái texture mà mình thích sử dụng ấy, bạn này thì mình sẽ thích sử dụng vào miếng bông tẩy trang hơn. Nhưng mà mình không có mang miếng bông tẩy trang, mình chỉ mang cái miếng lau mặt này nên là mình cứ lau ở đây. Xong rồi mình áp lên mặt. Nhất là vào mùa hè thì đây đúng là chai toner mất hết luôn nha. Và mình cũng đang có mụn ẩn nữa. Và bạn này thì cũng sẽ làm dịu những cái nốt mụn sưng của mình. Còn mụn ẩn thì nó sẽ giúp đẩy lên để sau cái bữa du lịch này về thì mình sẽ có một buổi đi nặn mụn ẩn ở spa, mình đã hẹn lịch rồi ấy. Vì là có chứa AHA, BHA và PHA nên là bạn này cũng thêm một cái bước làm sạch cho da của mình nữa ấy. Nên là mình rất yên tâm về độ làm sạch của mình ở cuối ngày. Mặc dù là có những chất axit như thế nhưng mà bạn này thì không làm rát da của mình, mà đem lại cảm giác hơi mát mát và sảng khoái khi sử dụng, rất là phù hợp với da mụn luôn. Và kiểu mình vừa tán toner lên khoảng chưa đến 30 giây nhưng mà nó đã khô, nó đã thấm hoàn toàn vào trong da rồi ấy. Thì mình sẽ sử dụng đến bạn serum AHA, BHA, PHA này nha. Bạn này thì mình cũng đã từng sử dụng hết khoảng tầm nửa chai đúng không? Mình dùng nửa chai là đã dùng rất là nhiều rồi nha. Tại vì là bình thường mình phải test sản phẩm rất là nhiều. Và bạn này thì được giới thiệu như là một serum kép, vừa giúp làm dịu da mà lại còn vừa giúp da của mình cấp ẩm nữa. Mình sẽ cho ở đây. Serum này thì được kết hợp là tinh dầu thực vật và tinh chất thiên nhiên, có ẩm hai lớp nên là giúp cân bằng lượng dầu với cả độ ẩm trên da của mình. Và trước khi dùng mọi người nhớ lắc nhẹ chai serum lên để cái lớp dầu nó hòa cùng lớp nước ấy. Vì là cùng một bộ sản phẩm ấy, vậy nên là những thành phần nổi bật nó không có khác nhau nhiều với bạn toner hoặc là bạn sữa rửa mặt. Bạn này thì sẽ tác dụng là làm dịu da với cả cấp ẩm, khác so với bạn toner kia là làm sạch với cả làm dịu da. Chất bạn serum này ấy, thì mình thấy là không phải là đặc nhưng mà có chứa dầu, vậy nên là thấm khá là từ từ. Mình áp lên da như này xong rồi cứ vô nhẹ như này và đợi khoảng tầm 2 phút sau thì bạn ấy mới thấm hết lên trên da. Và chúng ta sẽ chuyển sang bước kem dưỡng. Và cuối cùng thì mình khóa ẩm lại với bước kem dưỡng này. Đây là sản phẩm mình thích thứ 2 trong bộ sản phẩm này luôn. Tại vì có cái texture rất rất là thích. Bạn này texture hơi thạch thạch một chút ấy, và tán lên da nó tan ra như nước, rất là thích luôn. Cực kỳ dễ tán và có cảm giác mát mát, dễ chịu cực kỳ. Bạn kem dưỡng này thì không có chứa dầu giống như bạn serum, vậy nên là mình cảm nhận là thấm nhanh hơn rất là nhiều và tán lên da thì cảm giác là da của mình mịn màng luôn ý. Hàm lượng centella trong bạn này thì khá là cao, lên đến 700.000 ppm nên sẽ giúp giải quyết tận gốc những cái nguyên nhân gây nên tổn thương da của mình và củng cố thêm lớp hàng rào bảo vệ da. Đó, mình đã skincare xong rồi và bây giờ thì sẽ yên tâm đi ngủ đây. Một chút nữa là tất cả các sản phẩm sẽ thấm hết. Một ngày dài kết thúc. Hẹn mọi người vào ngày mai nha. Sang ngày thứ hai thì chúng mình dậy từ 6 giờ sáng nha mọi người, sớm trưa để đi ăn sáng xong rồi về lần quay ra ngủ đến 10 giờ mọi người ạ. Đồ ăn sáng ở khách sạn này thì mình thấy tùy món ngon, có món thịt kho, trứng cút ngon này, xôi ngon này, món gì nữa, bánh cũng ngon. Còn lại thì mình thấy đồ ăn khá là bình thường, có những món còn khá là tệ cơ. Vậy nên là mình không đánh giá cao đồ ăn khách sạn lắm, có thể là không hợp khẩu vị của mình. Outfit tối hôm qua gì nhỉ? Bọn mình đã dọn xong hết đồ trong phòng rồi. Để lát chúng mình sẽ up lên một cái phòng nó xịn hơn. Ok. Khi mà mình bộ cái nơ này mình thấy mình xinh hơn hẳn. Chúng mình đến chợ Cồn để ăn trưa và lát thì sẽ mua một chút quà mang về cho mọi người sau. Ở đây thì mình thấy có những cái món như là kiểu bún thịt nướng này, mì quảng này,
ở cái gì nhỉ? Bánh trắng cuộn thịt heo à? Ờ, nhưng mà mình thích ăn bún thịt nướng, vậy nên là mình chọn bún thịt nướng. Và bạn mình ăn mì Quảng cũng thấy quán này khá ngon và đồ ăn thì cũng rẻ thôi. Mình gọi thêm thịt, vậy nên là hai đứa thì mới hết là 100.000. Còn đâu thì mình nhớ không nhầm thì khoảng 35.000 một bát. Và đây là một cái quán đặc sản mà có cái anh chủ rất rất là đáng yêu. Mọi người có thể ghé qua đây để ủng hộ anh chủ nha. Anh nhiệt tình dã man ấy, kiểu mới ăn xong rồi nói chung là nói rất là nhiều, nói rất là vui á. Và bọn mình mua hết hơn 3 triệu rưỡi tiền quà. Riêng mình đã mua hết hơn 2 triệu tiền quà về cho mọi người rồi. Và sau khi ở chợ về thì cuối cùng chúng mình cũng đã được check-in phòng mới. Trời đất ơi, bỏ 1.150.000 ra để up lên một cái phòng này, mình thấy thực sự rất rất là xứng đáng. Tại vì view nó đẹp, cái phòng nó đẹp một cách kinh khủng khiếp. Nằm trong phòng này cả tuần không cần phải đi chơi luôn ý mọi người. Tại vì ngắm cảnh quanh phòng thôi đã rất là thích rồi. Vừa có thể ngắm được bình minh cũng vừa có thể ngắm được hoàng hôn luôn. Phòng rất là rộng rãi và đẹp. Mình cũng có một bộ ảnh ở trong cái phòng khách sạn đấy luôn. Hello mọi người, mình đã chuẩn bị xong để chuẩn bị đi picnic rồi đây. Don't steal the thunder, wake up at the right time, looking at my life, I don't say it was fine, on and on and on, we gotta keep it. Ý tưởng picnic trên biển này thì mình lấy ở trên Pinterest. Mình cũng để co theo bản thân, kiểu nói chung là mình có cái gì trông có hợp picnic thì mình mang đi theo thôi. Trời ơi, ai đi biển mà mang theo cả chai rượu xong rồi mang cả thớt các thứ nữa. Hy sinh một chút cái vali, nhưng mà mình nghĩ là chúng mình đã có một bộ ảnh rất là đẹp rồi. Và cảm ơn một người chị bọn mình đã quen hôm đấy đã chụp cho bọn mình một bức ảnh ba đứa. À không, phải là rất nhiều bức ảnh ba đứa nữa. Và quay cho bọn mình cái đoạn video này nè. Đây là đoạn video hiếm hoi có cả ba đứa xuất hiện. Thì bọn mình sẽ đi ăn gì nhỉ? Bánh xèo Bà Dưỡng. Xong rồi sẽ đi ăn chè nữa. Xong rồi đi về nhà thôi. Mệt lắm rồi. Ok, nhanh lên. Hôm nay mình mặc một chiếc đầm dài. Mình đã quay video hot cho mọi người đó. Ok, bây giờ mình cùng đi và quay cho mọi người nha. Lạnh quá mọi người ạ. Bánh xèo Bà Dưỡng thì là một đặc sản khá là nổi tiếng ở Đà Nẵng. Và quán này thì cũng rất là đông. Đi vào trong người ngõ sâu sâu một chút. Và ăn ở đây thì mình cũng thấy ngon, cũng lạ miệng. Tại vì bình thường ở Hà Nội thì mình cũng không ăn bánh xèo đâu mọi người ạ. Nhưng mà mình thấy ăn cũng ổn, nhưng mà ăn nhiều thì sẽ hơi ngấy một chút nha. Sau đó thì bọn mình sẽ đi ăn chè Hương. Ở đây thì chè cũng ngon. Ba đứa ăn thì hết là 75k, cũng khá là rẻ. I still need to recover from another lover, would you? Và đã đến ngày thứ 3 mình ở Đà Nẵng rồi đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ ở Đà Nẵng buổi sáng thôi. Xong rồi buổi trưa mình sẽ di chuyển vào Hội An. Buổi sáng hôm nay thì chúng mình có lịch đi đến bãi đá Obama. Đây là một bãi đá mà mình thấy không bị quá đông, mà chụp ảnh các thứ lại rất là đẹp. Cảnh ở đây siêu siêu đẹp luôn. Vé vào mỗi người là 10.000. Rất rất là rẻ mà chúng ta có lại được những bức ảnh mà mình thấy là rất là xứng đáng luôn. Đi taxi ra đây thì hết 160k một chiều nha mọi người. Pretty blue jeans and me running through evergreen. Pretty blue jeans and me. Yeah, she's what I need. I still need to recover from another lover. You're my picture perfectly. Still haven't met your parents, but we
chọn bếp nhà ngoại để làm bữa ăn cuối cùng của chúng mình ở Đà Nẵng trong chuyến đi lần này. Trời ơi, mình khá là bất ngờ vì đồ ăn ở đây không kém gì một quán ngày trước mình rất là thích ở Đà Lạt, đó chính là cơm ngày ba bữa. Mình thấy quán bếp bà ngoại này rất là ngon, chuẩn vị cơm nhà và nói chung là giá thành rất là phải chăng so với cái chất lượng của nó ấy. Và quán thì cũng rất là đông và nên là ra đồ thì cũng hơi lâu một chút. Đấy là cái điểm trừ mà mình thấy. Hầu như là đồ ăn ở đây thì mình thấy món nào ăn cũng rất là ngon. Vậy là vlog Đà Nẵng của mình thì sẽ kết thúc tại đây. Chi phí ở phần cuối video mình sẽ nốt hết ra cho mọi người nha. Sẽ tổng cả chi phí Hội An nữa, nhưng mà vlog Hội An thì sẽ lên sau. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.